Dạ con xin phép chào cô chú. Hôm nay cô chú thế nào? Rất là mạnh. Mừng không chú? Mạnh. Chú mừng như thế nào? Trời ơi, mình còn hơn mình đóng vàng đấy nữa. Dạ, còn cô? Khi mà lên đây rồi về nhận được tin của bé thì cũng mừng được hơn nữa. Rồi hôm nay bé về mình đến đây để cảm ơn đội hiệp sĩ của Nguyễn Thành Hải với anh em của đội hiệp sĩ với lại cộng đồng mạng giúp đỡ để mình sớm tìm được con. Dạ. Hôm nay mình mừng dữ lắm. Nói chung là rất là mừng và cảm ơn tất cả cộng đồng mạng và mấy anh em trong đây rất là nhiều vì mình tìm được con. Dạ thôi không khóc nữa cô nha. Hôm bữa khóc nấy đủ rồi cô ạ. Con còn được biết thêm một cái thông tin là hôm nay nhà mình còn có thêm một cái niềm vui nữa. Cô có thể chia sẻ được không? Thì cái niềm vui đó là con mình thì mình nuôi dạy nó là cũng 19 tuổi rồi. Nhưng mà nó vẫn ngoan, mình không có phát hiện được một chuyện gì. Nhưng mà khi mà nó quen một người á là nó nói là trên 3 năm rồi. Nhưng mà người đó thì nó cũng có nói qua nhưng mà nó không nghĩ cái người đó. Tại vì cứ lúc nó học 11, 12 thì nó có nói chuyện là anh đó là anh nuôi của con ở An Giang này kia vậy đó. Xong rồi mình cứ nghĩ là ừ thì anh nuôi nó thì chắc là quen biết rồi, cũng qua mạng anh em này kia vậy thôi. Mình đâu nghĩ một khi á là nó đi á là nó trước đó nó có quen một người rồi nó chia tay, nó mẹ con chia tay người đó. Thì tôi cứ nghĩ là chắc bé chia tay người đó. Mà sau khi đột xuất nói 2-3 ngày gì đó cái nó đi, mình cứ nghĩ là đi với cái người đó. Dạ. Xong rồi cứ nghi là đi với cái người đó không. Rồi cuối cùng thì bây giờ nó bỏ nhà ra, nó đi, nó kiếm công việc làm. Nó làm ở công ty Mai, ở đâu, ở bên cái cũng khu vực ở Hóc Môn á. Rồi xong rồi nó mới nói là nó mới điện cái người anh nuôi này. Rồi anh nuôi này mới tới rồi mới biết được con nhỏ này sao vậy, bỏ nhà ra đi. Rồi nó không điện thoại nhắn tin về nhà thì người bạn nó cứ nói sao cho mẹ điện không nhắn tin không này kia, nó nín tin luôn vậy đó. Đúng một tuần tôi chạy xuôi nhiều chỗ dữ lắm luôn á. Rồi xong rồi có người giúp đỡ cho số điện thoại của đội hiệp sĩ của anh Hải. Yeah. Rồi mới lên được tới đây thì đang trong buổi sáng thì chưa về, rồi nhận được là nó nhắn tin vào máy nhưng rồi nó sẽ thoát. Rồi xong mình không hiểu sao giờ nó nhắn mà nó thoát. Rồi xong mình thấy khi nó vô nữa mình nhắn tiếp nữa. Rồi nói thôi giờ con ở đâu thì con về đi, chứ để chú Hải đi tìm con thì cũng cực. Cho nên con ráng đi rồi sắp xếp một ngày gần nhất để lên cảm ơn chú Hải. Nếu không có chú Hải là mẹ không tìm được con đâu. Rồi hôm nay gia đình tôi cũng lên để mà trước cảm ơn đội hiệp sĩ của anh Nguyễn Thanh Hải. Sau nữa là cũng cảm ơn cộng đồng mạng giúp hỗ trợ cho anh Hải rất là nhiều công việc. Dạ. Dạ, thì em cũng xin cảm ơn mấy anh để quay cái chương trình cho tụi em như vậy. Cô vẫn chưa bật mí cái niềm vui thứ hai. Niềm vui thứ hai thì ngày hôm nay thì tôi cũng nói nếu như con thương ai thì mẹ cũng không cấm cản, dù người đó tuổi tác như thế nào, miễn là cuộc sống của con mà cảm thấy hạnh phúc thì con cứ tiến tới. Thì nếu mà vậy thì cứ cho gia đình đến đi rồi mẹ gả, chứ mẹ cũng không nói là đòi hỏi bất cứ cái gì hết á, tại mẹ có mình con à. Rồi xong rồi hôm nay thì gia đình của bạn trai 3 năm mấy đó thì có đưa bố mẹ tới, nhưng mà giờ thì cũng lương trên đường đi cũng lên tới nhà mình, nhưng mà giờ mình mất lên cảm ơn anh Hải trước rồi về mới tiếp khách ở nhà. Vậy là ngày hôm nay là hai niềm vui. Dạ. Niềm vui thứ nhất là con mình trở về an toàn. Dạ. Cái niềm vui thứ hai là con nhà mình là đi một là về hai. Dạ. Đúng không ạ? Dạ, đúng. Đúng cô chú? Đúng. Cái này là đi một về hai đấy. Dạ. Vậy là hôm nay bên nhà trai đang trên đường. Dạ. Tới nhà mình để mà nói chuyện hai bên. Để sắp tới là dự tính cái kế hoạch để làm đám cưới cho hai con đúng không ạ? Dạ. Chú vui không? Vui chứ. Chú vui sao? À, mình vui là con nó dắt được bạn mà nó kiếm được người bạn nó ở lại nó thì rất là mình. Lần này con cũng lớn rồi. Lần này làm đám cưới cho con xong thì cô chú hấp hôn luôn nhá, được không? Thì cái đó là tất nhiên không hấp hôn cũng vậy. Bây giờ nếu mà nói thì để vui thôi chứ lớn cỡ này mà hấp hôn gì nữa. Có sao đâu cô. Tại vì như thế này này cô chú anh chị. Thưa cô chú anh chị, là lần trước cô và chú lên đây nhờ anh em đi tìm con á, thì cái câu chuyện mà vợ chồng của cô chú á, trước kia cũng trải qua rất nhiều sóng gió cô ha. Hai cô chú bây giờ là không có ở chung nhà đâu nha cô chú anh chị.
Thì chú thì còn bên gia đình của chú, cô thì còn gia đình của cô. Cô chú là sau 16 năm mới quay lại ha. Rất tuyệt vời vì con quay lại. Nhưng mà thôi mình sắp xếp cái thời gian tới mình về mình ở chung đi nha. Chứ mai mốt con lấy chồng người bây giờ là mấy người đơn chiếc lắm. Nói nghe cũng cảm ơn này, nói nghe giáp chế này cũng mang ơn mà nói nghe được thì theo hoàn cảnh thì tao nói là cha mẹ qua thằng rồi giờ giờ chồng về sống chung sống chung ha. Chứ giờ còn ba mẹ thì bên nào cũng còn á. Con gái là mình dự tính là mình gả về làm dâu người ta hay là mình bắt rể đây? Nó giờ nó thích ở đâu thì chiều nó đó. Cô con không muốn mà bắt cũng ràng buộc gì hết. Tôi chú thì tuyệt vời đấy. Có một đứa con thôi. Bây giờ cái phần đó là có một đứa nhưng mà bây giờ nói là bắt rể thì mình cũng không dám bắt rể. Dạ. Nhà mình nghèo lắm rồi, bởi bắt rể rể nó không sống được rồi, nó bỏ đi rồi mất công rồi mình mang tiếng với bên nhà trai nữa. Dạ. Đó, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa thì thôi bây giờ con mình nó đi làm dâu hay là nó đi làm công ty hay nó ở đâu thì nói chung nó nương đâu đát đó, thì ở đâu thì ở đó lo. Chứ còn nếu như ở bên mình lo, ở bên kia thì bên kia lo. Chứ yeah. Mình cũng không nhất thiết là mình phải bắt rễ. Nhưng mà nếu mà con chấp nhận ở đây với con mình thì mình lo. Không, cô tuyệt vời đấy, cô suy nghĩ thật sự là rất là tuyệt vời. Chứ lỡ mai mình nghèo quá mình bắt rễ rồi sau này nó nói hồi đó nghèo mà cũng bị đặt bắt rễ nữa thì khổ cho tôi. Thì bây giờ thôi, giờ con mình nó miễn sống đâu cũng được, nó có hạnh phúc là được rồi. Còn bây giờ tôi cũng mới tới 50 thôi thì có thể là tôi cũng còn đi làm để sống được. Còn nếu mà sau này già yếu thì tính sao? Sau này già yếu thì có chú. Rồi thì lúc đó ai cũng già yếu hết, chăm chú được. Rồi thì hai ông bà phù hủy chăm nhau. Già yếu thì chị hiểu nhau sao? Đúng rồi. Mình cùng nhau đi đến cuối con đường đúng không chú? Xong đến đầu bạc răng long. Nên là cô chú là hôm nay là tí nữa là mình về là mình có cần phải chuẩn bị những thứ gì để mình đón tiếp bên nhà trai không? Dạ có, thì ở nhà có đứa em dâu thứ tư á, với bà dì ở sớm á, ngày xưa bé này mong 1 tuổi 2 tuổi là nói chung cái bà đó dì cũng giống như ngoại vậy, nó cũng gần gũi vậy đó. Rồi hôm nay bữa bé lên đây đi để mà lên đây á là tìm á là bả không hay, tới chừng mà tối bả coi được nguyên đêm không ngủ bả chạy xuống. Rồi nói khi nào nó về mày báo tao rồi về, rồi tối nay bà nói là sáng bà xuống bà phụ. Bây giờ nhà mà thí dụ như mình sắp xếp cái gì đó thì nhà có em dâu với bà dì đó lo rồi. Vậy là ở nhà mình đang làm tiệc rồi, dạ, tiệc dạ, to. Giờ mình về là chỉ có vô rồi tiếp khách thôi chứ mình không cần lo gì nữa. Thế là chú là chú là mặc vest hay mặc gì? Không, mình hả? Hôm nay say không chú? Chắc chưa say đâu, chiều nay còn đứa cháu đi xuống làm. À dạ, phải... Tại vậy đôi xe nó chạy xe nó đâu dám cho nó chạy mình đi xuống chỗ dạ. Mỹ nó là dạ xuống nữa là hả là anh đêm là phòng trọ đêm là về thích hả là... Ngày hôm nay là ngày trọng đại cô chú ha. Hôm nay là đón tiếp quan viên hai họ rồi, con xin phép được chuyện trò với nhân vật chính ngày hôm nay nhé cô chú. Rồi chào em gái. Dạ. Em giới thiệu em tên gì? Dạ. Em giới thiệu em tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Nhã. Nhã năm nay là nhiêu tuổi? Dạ, 19. Em có thể cho anh cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là lý do gì em bỏ cha mẹ đi? Tại vì muốn sống tự lập riêng, không muốn cho ba mẹ biết. Tại vì biết trước là ba mẹ sẽ không cho. Rồi sao nữa? Ngoài lý do đấy còn lý do nào khác không? Dạ không. Em bỏ nhà đi là em có nhắn gửi với ba mẹ không? Dạ có. Nhắn sao? Nhắn là khi nào con có công ăn chuyện làm ổn định rồi con sẽ về. Trong quá trình cái thời gian ở nhà với cha mẹ em có phải làm gì không? Dạ không. Sướng không? Sướng không? Sướng. Mẹ và ba có để cho em phải thiếu thốn cái gì không? Dạ không. Lo cho em đầy đủ hết mọi thứ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà tại sao mình lại phải trốn đi làm? Chị thấy bà mẹ lo về cực lắm. Cực tự thì... Tự bản thân đi làm. Cực thì bây giờ nói ba mẹ ơi, con lớn rồi, con 19 tuổi rồi, cho con đi làm, con kiếm tiền về phụ ba mẹ, đơn giản vậy là xong. Đúng không? Ai xúi đi nè, cái này là có người rủ đi nè. Đúng sợ, không? Sợ ba mẹ cứ ôm khư khư trong người á, không dám cho ra ngoài bươn chải. Cả nhà có mình em đúng không? Dạ đúng rồi. Đồng nhất duy nhất có một cô con gái. Ba mẹ cưng không?
Ba mẹ thương không? Có. Anh nói thật. Có. Nhưng mà ba mẹ chiều quá rồi 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 mình ấy đúng không? Chiều quá nên hư à. Đó. Đó đúng đấy, đúng không? Có phải là mẹ chiều quá rồi mình hư không, phải không? Dạ đúng rồi. Mình đi như vậy là được bao nhiêu ngày? Dạ gần 2 tuần. Hơn 2 tuần. Hơn 2 tuần đấy mình thấy cuộc sống bên ngoài như thế nào? Cũng giống như ở nhà. Sao giống ở nhà được? Nói giống ở nhà là không đúng. Một là màu hồng, hai là màu đen. Màu nào? Dạ màu hồng nhiều hơn ạ. Màu hồng nhiều hơn thì biết ngay cái tuổi mới lớn này là cái tuổi mà thích ra ngoài để tập bay cô chú. Thích ở ngoài tự do gặp người này người kia không có ai quản thúc quản lý. Chứ là đi với ai? Ai là người chở đi? Dạ, em bút xe đi. Bút xe đi thì gặp ai? Dạ, bút xe đi thì đi tự mình lên đó kiếm chỗ ở. Xong rồi cái mới nhắn tin cho người anh trai. Anh nào? Anh hay là chồng tương lai? Dạ. Anh trai đó cũng là hiện tại cũng sắp là chồng tương lai luôn. Anh nuôi đúng không? Dạ vâng ạ. Đó cô thấy chưa? Con nói với cô rồi mà. Anh nuôi. Nuôi con gì mà chả thịt. Đúng đúng không cô? Con nói với cô rồi, đúng chú. Anh nuôi nhưng mà nuôi con gì mà chả thịt. Đó thấy không? Giờ biết lộ bài ra thấy không? Vậy là anh nuôi tới đón luôn hả? Dạ anh kiếm trọ xong rồi anh nuôi qua. Ủa nhưng mà từ từ, anh có một cái điều thắc mắc. Nhả cho anh hỏi này, sao mình lại gọi là anh nuôi là sao ta? Ý đây là sao nè? Một đang quen nguyện rồi. Đúng cô, bởi vì anh có nuôi mình ngày nào đâu. Phải gọi là anh kích nghĩa hoặc anh như thế nào chứ. Sao lại gọi anh nuôi nhỉ? Nhả nhỉ? Ủa cái câu anh nuôi đó là tự mình tự bạn trai của em đề ra hay là em tự kêu? Dạ, bạn trai. Bạn trai hả? Dạ vâng. Rồi bây giờ cho anh hỏi trước đó là mình quen lâu chưa? Dạ, lâu rồi ạ. Mấy năm? Khai thật đi. Dạ, hôm nay phải khai thật. Mấy năm? Dạ, 3 năm. 3 năm mà Nhã là mới học xong đây hả? Dạ, 3 năm hồi lúc đó còn đang học lớp 11. Lớp 11 là quen, giấu cha mẹ đúng không? Dạ, không, lúc đó là làm... Em vừa học, em vừa làm á, là làm bán hàng cho một công ty. Anh nào quen biết. Rồi, rồi, chồng tương lai làm cái gì nè? Làm công việc gì? Dạ, bây giờ thì anh làm trong chỗ di thung. Làm gì? Làm di thung. Di thung đặng giống như làm dây ràng cho xe vậy. Ờ. Anh đấy làm như vậy là mấy năm trời này rồi hả? Dạ. Ý là làm lâu chưa? Dạ cũng lâu rồi. Sau khi mà ngày trước quen á là mình yêu nhau lâu chưa? Dạ chưa yêu. Yêu hồi nào? Chưa. Vậy khi nào mới yêu? Mới à? Mới là bao lâu, nói thật đi. Mới chưa được, chưa gần 2 tuần. Chưa gần 2 tuần hả? Vậy là hôm nay là quyết định là gia đình chồng tương lai lên để ra mắt để hỏi cưới đúng không? Dạ. Mình ở đấy với lại bạn trai là cụ thể là được bao nhiêu ngày? Dạ cũng hơn 1 tuần. Mấy người? 2 người. Mình thấy cảm thấy như thế nào? Bạn trai đã tốt không? Dạ tốt. Tốt thì mới cưới chứ đúng không? Anh lo tất cả. Phải không? Lo cái gì? Nói nghe, lo được những cái gì? Việc nhà thì không động đến tay. Sướng nè. Tiếp theo là cái gì? Lúc nào cũng luôn chăm sóc. Thích ha. Nhưng mà mình thấy cuộc sống nó màu hồng lắm hả? Dạ đúng rồi. Thích không? Thích sao không thích? Ở nhà mẹ la đúng không? Mẹ kèm cặp, mẹ quản lý khó chịu đúng không? Trong cái thời gian 2 tuần đấy, anh hỏi thật Nhã nhá. Yep. Có bao giờ em nhớ mẹ nhớ cha? Cũng có lúc. Nhiều hay ít? Dạ, nhiều. Có khóc không? Em có khóc không? Dạ có. Khóc là chắc chắn phải khóc rồi. Chồng tương lai của em có động viên cho em về không? Rồi dạ, bình tĩnh nào, mình không được mít ướt. Động viên sao? Sao ba mẹ gọi mà không trả lời, cũng không về nhà. Sao đi như vậy? Nhưng mà lúc đó sao Nhã không về? Nhã, đúng không? Đúng ra như thế này này.
rất đơn giản, thật sự xử lý cái việc này rất đơn giản. Nhà chỉ cần gọi điện, ba mẹ ơi, bây giờ là con lỡ đi rồi thì bây giờ con đang rất là bình an và con đang làm một cái công việc rất là ổn định. Con năm nay 19 tuổi rồi, ba mẹ cũng đừng lo cho con nữa. Mình cứ sáng mình đi làm, chiều về mình gọi điện cho ba mẹ. Đúng không? Là ba mẹ đỡ lo rồi, đỡ đi tìm rồi. Đúng không? Thì lúc đó sợ gọi rồi ba mẹ la nên là không có dám nói. Trước giờ là ở với chung với ba mẹ có la không? Mẹ có hay nói không? Mẹ có hay la không? Dạ có. Mẹ la đúng hay la sai? Dạ đúng. Mẹ, nếu mẹ không la thì em làm sao em nên người được? Anh nói thật, nói nghiêm túc luôn. Nếu mẹ, cha mẹ mà không la, không dạy em không bao giờ thành người. Chắc chắn một điều luôn, không bao giờ thành người. Em phải cảm ơn ba mẹ. Em phải trân trọng những cái ngày tháng đó. Bởi vì bây giờ là đến cái thời khắc mà em lập gia đình rồi. Và chỉ còn là ít tiếng đồng hồ nữa thôi là sẽ tới một cái giờ phút rất là quan trọng trong cuộc đời của em. Đúng không? Đó là hai bên về ra mắt và lên một cái kế hoạch để làm một cái đám cưới thật lớn, thật to. Em hiện tại em đang ngồi đây, em có nôn nao không? Mình có xao xuyến không? Mình có đang tưởng tượng rằng là bên nhà trai lên rất nhiều người và hôm nay sẽ có một cái cuộc vui cực kỳ vui không? Có hả? Hôm nay sao mình không dẫn bạn trai lên đây? Thì bạn ở nhà chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị để đón khách đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Vậy là động lực nào quyết định nhà quay trở về với gia đình? Thì cũng tìm được công việc rồi. Không, ý của... lại một phần nữa là bạn trai động viên anh... Chứ không phải cũng là... có yếu lòng xíu. Chứ không phải là thấy các chú, các anh hiệp sĩ Bình Dương đi tìm em hả? Đừng có giấu sợ, nha. Sợ đúng không? Tìm không... ở gần mà tìm hoài không thấy cũng ngại, cũng kỳ. Đúng đúng không? Nhưng mà thấy ba mẹ lên đây nhờ các chú, các anh hiệp sĩ Bình Dương đi tìm em thấy cái clip đó chưa? Dạ rồi. Xem chưa? Rồi. Xem xong có khóc không? Khóc nhiều không? Nhiều hả? Thương mẹ hay thương ba? Thương cả hai. Đúng rồi. Thương cả hai. Trời ơi. Bỏ đi được mà giờ này. Thương cả hai. Đi lần nữa đi là thương là cái xương không còn luôn á. Rồi bây giờ anh muốn nhả làm một cái việc này. Trước tiên là quay về ba trước. Khoanh tay lại xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Hứa với bà sao? Hứa với ba là... con là không có hư như vậy nữa, con không có đi nữa. Còn là hứa con phải ráng nhớ lại đó, con bây giờ cũng lớn con rồi, con phải ráng thương cha thương mẹ để gắn bó, để sao lại con có tương lai nữa, con cũng có cháu rồi, con có hiểu là rồi có cha mẹ hay là sao, con cũng đừng có dạy thầm rồi lấy làm để giờ khổ ba mẹ. Con là cái gì cha con về đây giờ cha cũng tha thứ cho con. Thì cái gì con cũng đã học rồi con. Chứ đừng nói để ra nhiều khi anh em mà cảm xấu người ta ta nói này nói kia thì cũng hơi nhức đầu. Rồi quay về bên mẹ. Xin lỗi mẹ. Hứa với mẹ sao? Hứa với mẹ là con không bỏ mẹ đi nữa. Cái việc xin lỗi của con thì mẹ chấp nhận, nhưng với điều kiện mà mẹ nói về mẹ mong sao con của mẹ lớn hơn chút nữa, chứ như vậy cũng chưa đủ lớn, cho nên sau này con làm bất cứ việc gì thì con phải nhắc tâm nhắc thật cẩn thận và kỹ lưỡng là con hãy làm. Nếu mà con cảm thấy con làm cái việc gì con cũng phải hỏi mẹ, dù gì mẹ cũng là người sinh ra con thì con phải nói với mẹ một tiếng. Chứ không phải mà tự mà muốn làm gì thì làm. Nhưng mà mẹ sống mẹ rất là thoải mái khi con muốn. Thì mẹ cảm thấy cái chuyện đó nó không ảnh hưởng tới cái cuộc sống của con là mẹ sẽ chấp nhận. Còn lần này con đi như vậy thì mẹ cũng buồn lắm. Nhưng mà ngày hôm nay con về là mẹ mừng rồi. Coi như những gì nó đã trải qua thì mẹ cũng tha thứ cho con hết. Nhưng mà sau này con ráng sống tốt hơn chút nữa. Để sau này con lập được gia đình rồi. Khi mà con có cái rồi con có hiểu được cái nỗi đau của mẹ. Để... sau này lại con sống tốt hơn chút nữa để mà cho con sau này nó biết được là cái cảm sống của gia đình là mái ấm gia đình của chú. Cứ ngồi đi chú.
chứ đừng có mà nín thinh mà đi làm thế này thế nọ thì mẹ không đồng ý nữa. Thì hôm nay con gia đình mình tới đây để mà cảm ơn đội y sĩ của anh Nguyễn Anh Hải. Thì bây giờ con cứ vô cảm ơn mấy chú. Em gái chưa đâu, bây giờ mới khóc nhẹ thôi, vài bữa nữa lên xe bông kìa, về làm dâu xứ lạ kìa. Có nghe bài làm dâu xứ lạ chưa, nghe chưa? Dạ rồi. Thôi em theo chồng đó, vài bữa nữa cái cảnh mà cha mẹ kìa, trời đất ơi, lên xe hoa về nhà chồng kìa, lúc đó khóc mới to. lúc Mày nói chuyện đi. nè lúc 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 đó là mới khóc bù la bù lu ra ha, nè một chút gì. đúng không? Lúc đó là khóc to lắm, đi làm dâu mà mẹ cũng khóc, cha cũng khóc. Rồi bây giờ gia đình nhà mình tất cả mọi chuyện nó đã qua rồi, con cái đi thì bây giờ mình cũng về rồi. Chú cứ nghe đi, chú nghe đi, xem có cuộc gọi quan trọng chú nghe đi, nếu không quan trọng chú tắt máy giùm con đấy nhá. Không có lại nhỏ em nó Không có quan trọng gì thì bé bé tắt giùm cho ba đi bé. tắt đi tắt đi tắt một chút rồi. Mọi chuyện sóng gió qua hết rồi cô ạ. Thì hôm nay nhà mình cũng vui đấy nhá. Dù gì thì thôi thì bé nó cũng lở dạ. Bây giờ nó cũng đã nhận ra rồi. Giờ nó muốn lấy chồng thì nhà mình gả thôi. Biết sao đây? Bây giờ 19 tuổi lấy chồng rồi. Thì bây giờ nhà mình cái tinh thần phải thoải mái lên, phải vui lên để chuẩn bị đón tiếp khách bên đằng trai qua. Đằng trai hôm nay có dự tính là qua mấy người không cô chú? Nhà thì nghe cháu trai nói là gia đình lên 4 người. 4 người ha. 4 người là vậy là cái này là lên để Đình không à, là cha mẹ là ra rồi mắt hả, là nói chuyện hay là như thế nào? mình cô không biết nữa, tại mình nói là hả, hai đứa mà suy nghĩ cho chín chắn đi, nếu hai đứa mà suy nghĩ rồi, hai đứa mà định đến với nhau á thì cứ cho người lớn đến để gặp mặt gia đình, rồi cô đây cô cũng không có vẻ gì hết. Nếu như mà tới thì cô cũng không đòi hỏi gì hết, nhưng mà phải có người lớn tới. Thì ngày hôm sau nhắn lại là chủ nhật này lên luôn. Nhà, con hỏi cái điều tế nhị nhá. Có thể là cái lời con hỏi nó hơi vô duyên đấy. Nhà mình có đòi hỏi sính lẻ gì không? Không, con mình nó vụng về quá, mình nuôi từ nhỏ lớn nó chưa làm cho mình hết rồi, giờ lỡ như mình đòi sinh lễ hay là bất cứ cái thứ gì đó về, con mình không biết lau nhà, không biết rửa chén nhà người ta thì mất công người Ồ, tuyệt vời vậy hả? bị nói thế này thế nào, con như vậy mà đòi cái này cái kia, thì Tuyệt đó vời thật sự ha. là chị không 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 có ý đó. Bây giờ giả sử giờ hai đứa đến với nhau thương nhau, có gì thì cho nấy, không có cũng được, miễn sống tốt và già hạnh phúc là Tuyệt được. vời, quá tuyệt vời cô ạ. Miễn là hai đứa nó có cuộc sống, miễn là sao là cái chàng rể tương lai của cô thương con gái của mình, và hai đứa sống nó có cuộc sống tốt đẹp, nó làm ăn nên làm ra là mừng cho nó rồi, đúng không ạ? Chứ còn thật chất thì cô chú cũng chẳng cần, chẳng cần cái đấy làm gì, đúng không ạ? Nó thí dụ nó màng thì nó có ăn thì nó sung sướng cuộc đời của nó, còn nếu Là mà nó mà không màng thì nó khổ của nó, cuộc đời của nó thôi. cái này là lựa chọn của bé, À, người con nó bé thôi. sướng thì bé hưởng, khổ thì bé chịu. Nhưng mà nhã cho anh hỏi là chú rể đẹp trai không? Dạ cũng tạm được. Cao mét mấy? Cao mét gần mét sáu. Nặng nhiêu ký? Dạ 57 ạ. Ồ, vậy là tuyệt vời rồi. Nhã yêu nhất điểm gì ở bạn trai? Tính thương vợ. Thương không? Thương nhiều không? Nhiều. Hay ha, từ anh nuôi mà thành chồng tương lai luôn ha. Bé này giỏi nè, được nè, tuyệt vời nè. Nhưng anh thật sự thì anh cũng không biết nói gì hơn trong cái câu chuyện này. Thì tới giờ phút này trách em thì cũng trách rồi, giờ thì anh chúc mừng cho em. Dẫu gì thì bây giờ em cũng lớn rồi, trai khôn thì lấy vợ mà gái lớn thì gả chồng cô chú ạ. Còn nhà mình cái tuổi này là cái tuổi 19 đôi mươi rồi, thì bây giờ theo cái tâm nguyện của con nó mong muốn được lập gia đình thì mình cũng chiều theo ý của con. Thì nhà anh không biết nói gì hơn, thì anh thay mặt anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải chúc em những gì em chọn, và chúc em sẽ có một cái đám cưới thật là tuyệt vời, và sau này em và chồng của em sẽ được hạnh phúc mãi mãi, cũng như là sau này là hai đứa là tất cả mọi chuyện đều
rất là êm đẹp nhá. Ăn nên làm ra, con đàn cháu đóng nhá. Chào năm hạnh phúc nhá. Nhưng mà đám cưới phải mời anh nhá, mời anh em ở đây có mời không? Dạ có. Chắc không? Dạ. Mời xuống anh hát tặng em hai bài. Được không? Dễ thương à. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tới giờ phút này thì gia đình của cô chú là quê ở Long An. Trước kia thì về nhờ anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải là tìm con, tìm bé Nhã 19 tuổi. Thì hiện tại thì bé Nhã cũng đã về để đoàn tụ với gia đình. Đặc biệt lần này là cô chú anh chị ạ, đi một về hai. Hai tin vui luôn. Tin vui thứ nhất cô chú đón nhận đó là con đã về. Và tin vui thứ hai là con của cô chú là gặp gia đình nhà bạn trai để chuẩn bị lên xe bông về nhà chồng. Thì rất mong muốn rằng tất cả các cô chú anh chị xem video này, thứ nhất là chia sẻ niềm vui với gia đình, thứ hai là có thể là gửi những cái lời chúc phúc tới cho em Nhã. Thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt gia đình của cô chú cũng như là thay mặt của bé Nhã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả các cô chú anh chị đã quan tâm cũng như là theo dõi chương trình này. Đặc biệt là cái thời gian vừa qua cô chú anh chị xem chia sẻ video lan tỏa để giúp cho bé Nhã biết được cái thông tin, biết được cái video cũng như là quay về để đoàn tụ với gia đình. Thì em không biết nói gì hơn, chỉ biết là kính chúc cho tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng trong cũng như ngoài nước thật nhiều sức khỏe và luôn luôn đồng hành cùng với anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người, đặc biệt là giúp những cái chương trình tìm kiếm người thân ngày một thành công tốt đẹp. Em không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Cô chú thì con chúc cho cô chú nhá, sau khi mà cái chuyện của con cái nó được xong xuôi hết, tốt đẹp hết thì cô chú sau này thì mình về chung một nhà. Thật sự đây là một cái chuyện mà của cô chú, là cái chuyện nó cũng không phải là hiếm nhưng mà cũng rất là ít, đúng không ạ? Con chúc cho cô chú là luôn luôn thật nhiều sức khỏe để mà là thứ nhất là lo cho gia đình cũng như là lo cho các con của mình nhá. Và cái chuyện mà của hai con thì nó được thành công và tốt đẹp. Sớm có cháu, cô có nôn có cháu ngoại ẩm không? Dạ, giờ thì nói chung là nhà thì cũng một đứa con. Rồi bây giờ nếu như có cháu thì vui ha, vui hơn. Vui nhà vui cửa. Giờ thật sự tôi cũng, nếu mà có cháu liền thì cũng sợ lắm. Tại giờ nhà cũng khổ rồi, rồi có cháu thì lấy gì ăn? Không sao đâu, trời sinh voi sinh cỏ không sao đâu. Vợ chồng nó khỏe mà, vợ chồng nó còn nhỏ khỏe, nó còn sức, nó cày, con nó nuôi. Mình phụ, mình bế, mình ầm được thôi. Chú nhìn chú đang vui lắm nè. Chú hôm nay chú có chuẩn bị cái lời nào để mình nói với bên trong gia chưa? Mình chưa có chuẩn bị gì ha, tao đâu, tính nào, sao tao đâu. Hay là mình là cây nhà lá vườn ha. Nhưng mà cô nói chuyện vẫn hay đấy, vẫn thích cái cách của cô nói chuyện đấy. Cô chắc xuống gặp là mình có đưa ra vấn đề gì không cô? Không hả? Mình theo tự nhiên ha. Miễn sao con cái nó vui là được ha. Cái nó vui là mừng rồi. Nhưng mà hôm nay chú say đó. Tí về mình ăn miếng gì mình lót dạ trước đi. Để mình tiếp khách, say mệt lắm. Đó, hôm nay ăn rồi. Không, tí nữa chưa mà. Ăn rồi mới đi. Hôm nay cô cho chú thả thật. Chú anh lao động chính thì sáng nay là phải có cơm cho bụng. Dạ. Cô, hôm nay cho chú tẹt ga bữa nha. Được không? Như ví dụ như ngày khác thì mình tẹt ga thì được, nhưng không, ngày hôm được nay hả? Là ngày mới gặp mặt mà mình tẹt ga thì mình giá chứ. Không, cô vẫn hay đó. Rồi bé Nhã cười cái nào, có nôn nao gặp bên nhà trai lên không? Dạ cũng có chút đúng không? Nhưng mà em chuẩn bị tinh thần về làm dâu chưa? À rồi ạ. Chắc ăn không? Dạ. Ở nhà là mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ ấy nha. Anh nói trước nè, ở nhà là cơm có thể mẹ mang đến tận miệng, nước mẹ rót đến tận miệng, quần áo có thể là mẹ giặt, mẹ lo cho từ A đến Z đấy. Nhưng mà lập gia đình nó hoàn toàn khác nha. Em phải chuẩn bị được tất cả mọi thứ và đặc biệt em phải chuẩn bị được cái tinh thần nhá. Không phải anh hù đâu, nhưng mà sẽ khác hoàn toàn đấy. Không tin thì hỏi mẹ cái ngày đầu mẹ về mẹ mới làm dâu coi như thế nào. Dạ. Mình chuẩn bị kỹ chưa? Rồi. Chắc chưa? Dạ. Bé dễ thương. Dạ rồi, thì cái sự việc của gia đình nhà mình thì anh em đã cũng đã chia vui, cũng đã chia sẻ một cái câu chuyện rồi. Thì hôm nay thì gia đình nhà mình về đây, thứ nhất là báo tin vui và gửi lời cảm ơn. Thứ nhất là cảm ơn anh em đội hiệp sĩ, thứ hai là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì con xin phép cô chú cũng như là xin phép em Nhã là được đăng cái video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin cho tất cả các cô chú anh chị thời gian vừa qua đã chung tay góp sức giúp đỡ gia đình nhà mình được biết là con đã về, để cô chú khỏi phải chia sẻ cũng như khỏi phải đi tìm nữa. Cái thứ hai là để cho mọi người chia sẻ niềm vui cùng với gia đình nhà mình. Thì gia đình nhà mình có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương
chia sẻ video này lên khắp các trang mạng xã hội không ạ? Dạ tôi đồng ý. Chú đồng ý không? Cô dâu đồng ý không? Dạ. Sao? Đồng ý. Đồng ý ha. Rồi hôm nay về mình trang điểm cho đẹp lên nha. Nhá. Rồi chúc em thật nhiều sức khỏe và chúc em những gì em đã chọn luôn luôn được thành công và tốt đẹp, hạnh phúc nha. Nhớ một điều đám cưới nhớ mời anh nhá. À, xuống anh hát một bài nhá. Rồi xin phép chào gia đình nhà mình. Em cũng chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Cảm ơn cô chú anh chị ở video tiếp theo. Dạ dạ.